Em Chiến rồi các bác, bác xem công nghệ G-Beam được thi công tại công trường bên Triều Khúc, An Thịnh Triều Khúc. G-Beam là thép bọc bê tông cốt thép, đổ bê tông toàn khối, cột dầm sàn. Các bác đang xem là tầng 5 của nhà, diện tích là 85 m², được chủ nhà thiết kế làm 4 phòng ngủ 1 tầng. Rất là công trường, rất là sạch sẽ, ít ráo trống. Cột dầm là thép bọc bê tông cốt thép, thi công cột dầm sàn, đổ bê tông toàn khối, cột dầm sàn thép, sử dụng thép cường độ cao CB500, bê tông công ty em sử dụng là bê tông Max 300. Mời các bác đi lên xem tầng 6. Đây là quá trình đang lắp ghép, đang thi công. Cột và dầm sẽ được chế tạo tại nhà máy thép bọc bê tông cốt thép và được gia công, thi công tại công trường để đẩy nhanh tiến độ. Và được đổ bê tông toàn khối, cột dầm sàn, đảm bảo cái chất lượng kết cấu. Công trường rất là gọn nhẹ, sạch sẽ, rất an toàn. Với công nghệ này thì chúng em đã làm rất là nhiều nhà mới, nhà cải tạo, nâng tầng, nhà vượt nhịp, được khách hàng tin tưởng sử dụng.